10 thần đồng trẻ nhất thế giới, Tanis Matthew Abraham, Ethan Potnick là hai trong những người thể hiện khả năng thiên bẩm khi còn ở độ tuổi rất nhỏ với nhiều thành tựu xuất sắc. Tanis Matthew Abraham, Tanis Matthew Abraham khi 4 tuổi là một trong những thành viên trẻ nhất Mensa, một tổ chức quốc tế bao gồm những người sở hữu chỉ số IQ cao nhất thế giới. Tanis bộc lộ phẩm chất thiên tài khi 14 tuổi, cậu xem sách thiếu nhi và trả lời hết các câu hỏi và trả lời hết các câu hỏi một cách chính xác. Trong tổ chức Mensa, cậu bé đạt số điểm ngất ngưỡng 99,9% trong các bài kiểm tra IQ. Lúc 5 tuổi, cậu nhanh chóng hoàn thành các khóa học toán thiết kế bởi chương trình giáo dục đại học Stanford dành cho trẻ em có năng khiếu bẩm sinh. 6 tuổi, Tanis duy trì điểm trung bình các môn là 4.0 trong tất cả các khóa học đại học và là một trong những người trẻ tuổi nhất và được giới thiệu vào hiệp hội Pfizer zeta Kappa Honor Society. Ngoài ra, cậu còn xuất bản các bài tiểu luận khoa học về nghiên cứu mặt trăng trên trang web của NASA. Ethan Potnick là thần đồng chơi nhạc, cậu bé là nhà soạn nhạc kiêm diễn viên. Ethan Potnick bắt đầu chơi đàn lúc 3 tuổi, lúc 5 tuổi cậu bé có thể sáng tác nhạc. Buổi trình diễn đầu tiên của Ethan trên truyền hình vào năm 2007 đã mở đầu cho một loạt show biểu diễn sau đó. Cậu tự hào là người giữ kỷ lục Guinness khi được công nhận là nhạc sĩ solo có tour diễn riêng trẻ nhất thế giới. Lúc 10 tuổi, Ethan là ngôi sao trẻ tuổi nhất được mời biểu diễn tại Las Vegas. Akim Camera là thần đồng violin tại Berlin bắt đầu chơi vĩ cầm từ lúc 2 tuổi. Cậu bộc lộ chỉ nhớ siêu việt trong âm nhạc khi còn bập bẹ chưa biết nói. Người hướng dẫn Akim đã phát hiện ra khả năng âm nhạc của cậu và người này bắt đầu dạy đàn cho cậu bé 2 tuổi, 2 buổi một tuần. Cậu cảm thụ nhạc và tiếp thu một cách nhanh chóng. Chỉ sau 6 tháng huấn luyện, Akim được mời biểu diễn lần đầu tiên trước công chúng tại buổi hòa nhạc Giáng sinh tháng 12 năm 2013. Ryan Sin Somani là thần đồng tính toán người Ấn Độ, Cô bé có khả năng tính nhầm đặc biệt khi 16 tuổi và đến năm 11 tuổi. Cô là thành viên trẻ nhất tham gia cuộc thi tính nhầm của Thế giới tổ chức năm 2010. Brian C. đánh bại 36 đối thủ khác đến từ 16 quốc gia và giành giải quán quân với cách giải quyết căn bậc 2 của 10 số có 6 chữ số trong khoảng thời gian kỷ lục là 6 phút 51 giây. Ấn tượng hơn, cô bé là thí sinh duy nhất trong lịch sử cuộc thi tính nhầm chính xác 100% ở tất cả các phần thi. Cô trở thành người giữ kỷ lục Thế giới mới về tính nhầm căn bậc 2. Vào tháng 1 năm 2012, khi cô tính chính xác, căn mực 2 của 10 con số có 6 chữ số trong 2 phút 43 giây. Matt Thien, 9 tuổi, là người trẻ nhất, bước vào giảng đường đại học tại Hồng Kông. Cậu hoàn thành vượt trội các chứng chỉ A, toán cao cấp và chứng chỉ B ngành thống kê. Cậu cũng được cấp 8 bằng chứng chỉ GCSE cùng một lúc khi đang theo học các chứng chỉ khác. Matt Thien được đặt cách theo học chương trình cử nhân, chuyên ngành kép, bao gồm bằng cử nhân, khoa học toán học và bằng thạc sĩ triết học trong toán học. Năm 2011, Mark Titan Thien xuất sắc hoàn thành khóa học sớm hơn trước một năm so với dự kiến. Hiện, cậu đang học cấp bậc tiến sĩ chuyên ngành toán tại Mỹ. Một thần đồng toán học khác là Jacob Barnes, cậu bé từng bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ cấp độ nặng khi 12 tuổi. Các bác sĩ nói rằng cậu sẽ không có khả năng nói, nói, đọc, viết hay thậm chí không thể sống độc lập trong sinh hoạt hàng ngày suốt phần đời còn lại của mình. Thế nhưng chỉ một năm sau, Jacob chứng minh điều ngược lại khi cậu có khả năng đọc xuôi, đọc ngược bằng chữ cái từ A đến Z. Cùng năm này, Jacob gây sốc với người thuyết trình trong một bảo tàng thiên văn học. Khi cậu trả lời vanh vách nguyên nhân vì sao các mặt trăng xoay quanh sao hỏa lại có hình dáng kỳ quặc. 10 tuổi, Jacob theo học tại Đại học Indiana Purdue. Cậu quả quyết rằng một ngày nào đó cậu sẽ bảo vệ thành công, định luật bác bỏ, thuyết tương đối của Edison. Hiện Jacob đang tham gia, làm nghiên cứu sinh, chuyên ngành vật lý lượng tử. Thần đồng toán học, Cameron Thompson đến từ xứ Wales. Khi 14 tuổi, cậu đã sửa sai giáo viên, rằng cô đã quên không bao gồm số âm khi tuyên bố không là con số nhỏ nhất. Nhập học chuyên ngành toán học tại Đại học Mở lúc 11 tuổi, Cameron vượt qua hai kỳ thi toán học cắt cao nhất là GCSE và GCE, toán cao cấp nhẹ như lông hồng. Tuy nhiên, vì mắc phải hội chứng tâm lý rối loạn tự kỷ, Asperger, Cameron gặp phải những khó khăn trong việc học tập của mình. Đài BBC đã thực hiện riêng một phóng sự truyền hình để chia sẻ những trải nghiệm sóng gió trong cuộc đời cậu bé thần đồng Cameron. Tuy vậy, cậu vẫn được mọi người yêu mến và công nhận là thiên tài toán học. Taylor Ryan Wilson là người trẻ nhất trên thế giới, chế tạo thành công Fielder, một thiết bị dùng để tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân. Taylor biết thiết kế bom lúc 10 tuổi và chế tạo Fuser ở tuổi 14. Tháng 5 năm 2011, cậu giành được Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Quốc tế của Intel nhờ sáng chế ra máy phát hiện bức xạ. Tháng 2 năm nay, Cậu được mời tham gia phát biểu tại hội nghị TED 2013 về ý tưởng của mình trên lò phản ứng phân hạch hạt nhân dưới lòng đất khép kín. Taylor đã thiết kế được lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn mà theo cậu có khả năng tạo ra 50 MW điện với đặc điểm ưu việt là chỉ cần tiếp nhiên liệu 30 năm một lần. Đến từ Ấn Độ, Akrit Ranjaswai trở thành người nổi tiếng khi lần đầu thực hiện ca phẫu thuật lúc mới 7 tuổi. Ca phẫu thuật được thực hiện để tách ngón tay bị bỏng, dính vào nhau của một nạn nhân nhí 8 tuổi. Mặc dù hiện tại, Akrit chưa được phong làm bác sĩ chính thức nhưng cậu đã được các chuyên gia trong giới tôn trọng và mệnh danh là thiên tài y học. Sau này Akrit theo học chuyên ngành y lúc 12 tuổi và chuẩn bị tốt nghiệp khóa học thạc sĩ trong lĩnh vực hóa học ứng dụng ở tuổi 17. Hiện nay Akrit đang tham gia nghiên cứu để tìm ra phương pháp chữa căn bệnh ung thư. Michaela Irons Fudolik bước qua cánh cửa Đại học Philippines khi mới 11 tuổi. Cô luôn là học sinh đứng đầu trong khóa. Michaela tốt nghiệp chuyên ngành khoa học vật lý ở tuổi 16. Hiện tại, cô đang theo học bằng tiến sĩ, đồng thời là vị giáo sư trẻ tại chính ngôi trường mình đang theo học. Sở thích nghiên cứu của Michaela là sử dụng mô hình toán học để phân tích hành vi các hệ thống, nghiên cứu hệ thống sinh học và econophysics, nghiên cứu kinh tế dựa trên lý thuyết và phương pháp của vật lý. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.